Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một món nữa làm từ nếp cẩm, hay còn gọi là nếp than. Ở ngoài Bắc thì gọi là nếp cẩm, mà ở trong Nam thì gọi nếp này là nếp than. Bình thường thì nếp này mình có thể nấu xôi, làm cơm rượu, làm rượu hoặc là làm sữa chua nếp cẩm rất được yêu thích. Hôm nay thì mình sẽ làm một món nữa từ nếp cẩm, đó là mình sẽ làm sữa nếp cẩm nhé. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu để nguyên liệu để mình làm món sữa nếp cẩm. Đây là mình sử dụng 200g gạo, sữa đặc, 2 bịch sữa tươi có đường. Đây mình mua sữa gạo này là mình mua gạo ở trong siêu thị. Ở trong này thì gọi là nếp than, đây là nó ghi là nếp than này, mà ngoài Bắc gọi cái nếp này là nếp cẩm. Mình mua trong cốc mắc á, một túi này là một ký thì mình có thể làm được rất là nhiều lần, làm được khoảng 5 lần. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mang gạo này đi rang nhé. Mình rang cho gạo của mình nó có nổ lăn tăn rất là đẹp như cốm vậy đó. Gạo của mình rang như này là sắp được rồi nha các bạn. Mình đảo thật đều để tránh gạo của mình nó bị khét. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bếp đi. Gạo nó nổ ra cái cốm rất là đẹp luôn. Đây mình sẽ sau khi rang gạo xong thì mình sẽ cho lên bếp khoảng 1,5 lít đến 2 lít nước. Nếu mà có lá dứa thì mình sẽ cho thêm 2-3 nhánh lá dứa nhé. Nhưng mà theo mình thì với cái món sữa gạo này thì mình muốn để cái mùi thơm tự nhiên của gạo, mình sẽ không cho lá dứa. Còn nếu bạn nào thích thì có thể cho thêm lá dứa vào nhé. Nước sôi lên thì bây giờ mình sẽ cho gạo vào nhé. Mình cho gạo vào và mình sẽ đun nhỏ lửa trong vòng 10 phút. Sau đó mình tắt bếp và mình ủ thêm khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ lọc lấy cái phần nước của gạo lứt nhé. Mình nấu được khoảng 10 phút rồi thì bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp và mình ủ khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ lọc lấy cái phần nước gạo lứt nhé. Quên, nước của nếp cẩm mà mình thì mình hay nấu sữa gạo lứt, mình hay bị nhầm hai cái loại gạo này đó. Cái này là nếp cẩm, cái màu rất là đẹp luôn. Mình sẽ để đây và mình ủ trong vòng 10 phút. Sau khi mình đã ủ cái gạo nếp cẩm của mình được 10 phút thì mình sẽ lọc lấy cái nước qua dây. Mình đã lọc và mình bỏ đi cái phần bã thì mình thu được cái sữa, cái nước nếp cẩm của mình này. Cái gạo nếp cẩm này của mình nó có cái màu tím và xanh rất là tím, rất là đậm. Bây giờ thì mình sẽ cho sữa đặc vào. Tùy vào cái khẩu vị của các bạn mà mình cho sữa đặc nhé. Ở đây thì mình sẽ cho khoảng 1 muỗng sữa đặc. Mình
cát tươi vào nhé. Nước cẩm này nó có rất nhiều công dụng, có lợi cho sức khỏe, nên là nếu mà mình ngán ăn xôi hoặc là mình ngán ăn có thai còn hạt nó hơi bị ngán thì mình có thể thay đổi bằng cách là mình làm sữa mình uống, nó có tác dụng rất là tốt. Chờ cho cái sữa của mình nó nóng lên và nó sủi sủi là được nhé. Sữa của mình có cái màu rất là đẹp. Cái màu tím hơi nhạt rất là đẹp, mình cho sữa vào thì nó có màu tím. Sữa của mình nó bắt đầu sôi lăn tăn sủi bọt trở lại rồi, như vậy là được rồi, mình sẽ tắt bếp đi. Tại vì gạo mình cũng đã cái nước gạo mình cũng đã đun sôi, sữa thì mình không cần đun sôi, mình chỉ cần cho sữa nó ấm lên để nó hòa quyện được với cái nước của gạo lứt để cho cái sữa của mình nó tăng thêm cái hương vị thơm ngon nữa thôi. Bây giờ mình sẽ để nguội và mình có thể dùng ấm hoặc là để trong ngăn mát tủ lạnh và mình uống nhé. Này thì mình nấu cho cả nhà dùng vào bữa sáng thì rất là tuyệt vời. Đây là video làm sữa gạo nếp cẩm của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đây là nếp cẩm, sữa trên nếp cẩm mà mình làm thành phẩm. Màu sữa thì rất là đẹp, sữa có màu tím nhạt rất là đẹp. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.